Thưa quý vị, Đại úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ thì anh đã ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân. Và sau khi thi đỗ, tốt nghiệp trung cấp an ninh, anh được phân công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Nghi Xuân. Thế nhưng vào khoảng 15h45 phút ngày 13 tháng 11, đồng chí Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo nghi đang mua ma túy trái phép với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên đối tượng Bảo đã bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ của Thượng úy Hiếu khiến anh gục xuống rồi lại tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Bị trọng thương, Đại úy Hiếu đã được đưa đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, người thân và đồng đội hết lòng chăm sóc, thế nhưng do bị thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã không qua khỏi. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, rất đông cư dân mạng đã chia sẻ động viên tới gia đình, người thân của người chiến sĩ trẻ này. Và nhiều cư dân mạng đã viết rằng sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu là cao quý, là thiêng liêng. Đảng, nhà nước, đồng đội và nhân dân luôn tri ân sự hy sinh anh dũng của Đại úy Trần Trung Hiếu. Xin vĩnh biệt anh, xin thắp một nén tâm hương tiễn biệt người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống bằng những phần thơ cảm động của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm vì bình yên cuộc sống thân yêu. Em hy sinh, ước nguyện biết bao điều, như câu kiều ngàn năm vang vọng mãi. Nghi Xuân ơi, đồng đội ơi, ở lại, viết tiếp thêm những trang sử anh hùng. Yêu thương, mạnh mẽ, bất khuất, kiên trung, tô cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Dẫu là người quen hay chưa từng một lần gặp mặt, thì dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi. Không đau xót sao được khi anh, người chiến sĩ công an này, còn quá trẻ. Anh ngã xuống vì bình yên nhân dân, thật thương xót. Xin vĩnh biệt đồng đội của chúng tôi, Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ thay anh tiếp tục viết lên những câu chuyện về bản lĩnh kiên trung người chiến sĩ công an anh hùng. Chia buồn cùng gia đình, mong anh ra đi thanh thản. Cảm ơn anh. Những tưởng rằng chỉ có bình yên và hạnh phúc đang hiện hữu, nhưng giữa thời bình có một lực lượng vẫn hàng ngày, hàng giờ đối mặt với hiểm nguy, thầm lặng hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình và cả tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đó chính là lực lượng công an nhân dân. Thương anh, người chiến sĩ dũng cảm, càng thương hơn người vợ trẻ và những đứa con thơ của anh. Bố của con khi nào sẽ về? Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ lên ba, nghi bô, hồn nhiên, nhưng chẳng ai có thể trả lời cho con. Thương các con còn quá nhỏ, vậy mà từ nay sẽ thiếu đi vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ. Đau lòng thay, điều kỳ diệu đã không xảy đến. Không biết nói gì hơn, thương quá đồng chí cảnh sát. Đồng chí tuổi đời còn trẻ, tinh thần chiến đấu vì nhiệm vụ rất cao, được đào tạo bài bản. Cầu cho người ra đi được siêu thoát, mong cho người ở lại vững vàng. Con đường phía trước có lẽ sẽ rất chông gai, nhưng hãy nhìn về phía trước. Sự hy sinh của Đại úy Hiếu để lại phía sau những mất mát không gì có thể bù đắp được. Nhưng trong mất mát hy sinh ấy, anh là niềm tự hào của gia đình, của những người cha, người mẹ, người vợ, người con. Đó là động lực giúp họ vượt qua nỗi đau, cố gắng vươn lên để xứng đáng với những gì mà con, chồng, cha của họ đã hy sinh vì đất nước. Thương xót, đau lòng trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu, cộng đồng mạng cũng bức xúc lên án đối tượng phạm tội, kẻ đã cướp đi sự sống của người chiến sĩ trẻ. Thật tiếc nuối và xót xa, căm phẫn
bọn tội phạm. Nhân dân biết ơn sự hy sinh của đồng chí. Chia buồn cùng gia đình em, nên trang bị vũ khí hỗ trợ như súng, súng điện cho công an xã khi truy bắt tội phạm ma túy, vì bọn này rất manh động hay có hàng nóng. Tội phạm ma túy luôn cực kỳ manh động. Tôi nghĩ cần phải tăng cường trang bị bảo vệ cho các cán bộ thường xuyên phải đối phó với loại tội phạm nguy hiểm này. Đại úy Trần Trung Hiếu, người chiến sĩ công an ưu tú. Anh sẽ mãi là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân. Mong đồng chí hãy bình an, yên nghỉ. Tổ quốc và nhân dân sẽ mãi nhớ tới anh, người chiến sĩ có nụ cười hiền hậu, luôn hết lòng với nhân dân. Đồng đội của anh sẽ giữ mãi lời thề, thay anh bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.